Ok, hello mọi người, mình là Kim Cương. Hôm nay mình sẽ gọi là Hôm nay mình sẽ là chơi game kinh dị nhá. Thì tại các bạn tận mắc tại sao hôm nay là không có chữ Nest là do là mình do các bạn có vài bạn lẫn nhầm lẫn mình ấy. Thực sự tồi tệ, tìm chìa khóa và nhanh chóng thoát ra. Thực sự không thể tìm thấy giỏ hàng. Một cái game này thì mình có trên mạng ấy. Sao có gì đâu. Mày có gì này, tầm nhạc chẳng có gì như nào. Tiếp đây, kỳ quại, nơi này như thế nào cũng bị khóa lại, trở về tìm đi. Thật sự không tìm được góc giỏ hàng để xem quảng cáo lấy được. Thế cái giường này, ôi ơi khoan. Tưởng không bấm được, hóa ra bấm được. Thật mình. Trên lầu có ba chìa khóa rụt rè, hiện tại lui kịp. Mát này hơi gớm, hơi sợ nha. Mới giận. Thì đây là video thứ tư về nick kinh dị các bạn ạ. Cứ để cái thằng này đi. Kiểm tra xem nào. Mình kiểm tra xem nào. Không cho đập đồ. Tao giết mày luôn. Giết mày luôn. Mẹ mày. Này thì ma này, con ma đím thúi. Mình thử tìm xem nào. Cái ghế gì đây? Tôi thì mình dựa lại à. Nhìn thêm nào. Vẻ như cái này ở đâu ta? Cái này ở đâu nhỉ? Có gì cả. Mình nghĩ cái này áp dụng được đấy. Được. Thôi, mình lấy tạm xem quảng cáo vậy. Để skip qua nhé. Ok. Ok các bạn ơi, trong lúc mình vừa xem được quảng cáo thì đâu ra cái con này này. Cái con này là sao? Lấy thư. Đâu ra con này vậy? Mày nhìn ghét.
mày chết rồi, tìm vào lấy lại. Ok, mình lấy cần gạt nữa đấy. Khuyên bạn nên sử dụng đèn pin. Cẩn thận, nhát gan bây giờ rút lui còn kịp. Tôi biết là trong này sẽ có gì đấy. Chẳng có gì cả. Thế nó bảo gì nào? Một, tìm thấy ba chìa khóa và rời khỏi biệt thự. Cẩn thận khi tìm chìa khóa. Nào, chuẩn bị tâm lý. Đấy, biết ngay mà. Sờ lên. Lên. Mày. Không biết con này ăn gì mà máu trâu vậy? Tiến sư. Là con ma khủng. Trong này có gì? Có gì cả. Chẳng thấy cái gì cả. Chẳng thấy cái gì luôn đấy. Không, trên đầu không có gì cả. Trong này không có gì nhá. Kiểm tra rồi. Ừ, chắc phải thêm quảng cáo đấy, mình sẽ skip qua. Ừ, chỉ mở được một cái à? Đấy, cứ đẩy nó vào tường, bấm liên tục nhá. Thế không cho mày, không cho mày luôn. Tiền sử mày. Sao? Trong bức tranh này à? Trong này sẽ có đồ. Ồ, trên này có một cái. Thế mà mình không để ý. Đừng bảo trong mấy cái lò này đã có nhé. Hay không có. Đề nghị sử dụng đèn pin. Mình cái bài bắn này nó vô dụng thật đấy. Thôi mình sẽ dùng tiếp quảng cáo nên mình sẽ skip qua. Ok, mình mày. Ta giết mày luôn. Mày, sờ lên. Ow. Đấy, sờ lên, đờ mày. Thì đây. Tìm sáu trong sân để chuyển đổi ra khỏi đây. Nếu bạn... Cái lướt qua một tí nào. Chia xe. Xe có gì không? Cái gì kia? Xong lái xe đâm vào đi. Tôi biết đây là ý nghĩa không tốt nên tôi sẽ quyết định đi.
Đấy, tôi biết ngay mà. Nhưng tôi điên rồi. Mẹ con chó mất dạy. Con kia mày quay lại bố. Mày quay lại bố mày giết mày. Bố mày giết mày. Bố mày giết mày. Chó, 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 chó. Mày, mày, mày. Con này đánh đau ghê. Kiếm tôi gần gãy rồi đấy. Mày, 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 mày. Slenderman kiểu gì mà yếu nhỉ? Ôi, ấy, rồi đi im mồm đi. Một cái à, tìm sau cái, nó bắt anh tìm sau cái. Cay nhỉ? Lúc này mình thấy màn hình nó zoom đúng không? Nhưng màn hình nó zoom thì phải. Lại con này nữa. Kiếm tôi gần gãy đấy. Ô, súng này không cần đạn à? Vậy giết mày luôn. Thì ra nó có để vũ khí của mình kia chứ. Mày... Slenderman. Để nó có khỏe hơn. Tôi quá muốn đi tiếp không? Đề nghị sử dụng đèn pin. Tôi biết sẽ có chuyện gì xảy ra mà. Đấy, tao biết mày. Đấy, ơ đúng, đúng rồi, màn hình nó rung. Mày, 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 mày. Lừa được tao, lừa được tao, lừa được tao, tao. Có súng đây nè. Mày, chó, 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 chó. Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá. Ok, mình bắt mình tìm xong cái, bây giờ mình sẽ chạy lên. Chạy thật nhanh. Đúng là Slenderman mất dạy. Đúng là bột mày, bộ bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá. Đi 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 tiếp, chắc là dưới hồ bơi. Ở hồ bơi chẳng có gì cả, tôi đi lên. Kiểu tố hài kiểu gì ấy. Mẹ mày, mẹ mày. Anh ơi, sao nói bậy thế? Con chó này nó đánh mình đau nhỉ. Mầm bậy. Giết khá nhiều Slenderman đấy. Rồi đi cút đi. Chó. Ê khoan. Thấy rồi nhá. Thì đúng không? Sao chắc chắn có gì này. Cũng như không. Chắc có gì. Mày, 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 lúc nào cũng tới chỗ tao. Sao? Cút, cút. Mẹ mày, mày, mẹ mày béo. Nào, mày, 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 mày. À, bố mày cân cân bố mẹ luôn này này, sờ bố mày nhìn mày lâu lắm rồi đấy nhá. Thằng Hâm này có đi phụ. Ok, đoạn này mình sẽ skip qua nhá. Ok, sau một khoảng thì mình cũng đã thoát khỏi đấy rồi. Đây, thật đáng sợ. Không sao, tôi chỉ đang đọc sách. Và ok, video của bạn giải mình xin cảm ơn các bạn đã coi video này. Nếu các bạn thích video này, bấm like, share, ủng hộ cho mình cũng như thế. Ấn chuông nhấn vào nhé. Và video tiếp theo.